Xin chào các bạn, đây là cái miếng dán full màn hình, cái mới nhất dành cho Samsung Galaxy Note 7. Đây là cái sản phẩm đi theo bộ của Samsung, chính vì thế mà nó đạt được cái độ tương thích cũng như cái độ chuẩn rất là tuyệt vời. Thực sự thì khi dán lên thì mình cực kỳ ấn tượng, nó dán có thể full được toàn bộ các góc cạnh ở hai bên viền này. Và như các bạn thấy thì hãng còn tinh tế cắt thêm những cái góc rất là nhỏ, bốn góc này nữa để giúp mình có thể dán ở góc mà nó đỡ bị bong hơn. Mình đã dán thử qua những miếng dán dẻo khác như của Vmax thì hầu hết thì nó đều bị bong ở bên cạnh này. Nhưng mà riêng miếng dán đi full bộ này thì đã khắc phục được cái tình trạng đó, không còn tình trạng bị bong ở góc nữa, dán vào rất là chắc. Hơn nữa thì cái miếng dán này nó được làm một cái chất liệu nó cứng hơn, cảm giác sờ nó không bị rít tay như là miếng dán silicone dạng cũ nữa đó, và nó trơn, nó láng hơn, tất nhiên khả năng chống xước của nó tốt hơn. Hiện tại là cái miếng dán full màn hình cho Note 7 mà mình ưng ý nhất đến cái thời điểm bây giờ. Dán không bị bong, rất là đẹp và bám rất là chắc. Tuy nhiên có cái điểm trừ là cái hãng này nó đóng gói rất là sơ sài, nó chỉ trong một cái túi nylon và cái bộ dán đi kèm như thế này thôi, không được đẹp cho lắm. Rồi, và để mua cái miếng dán này, các bạn vui lòng truy cập website leisang.vn hoặc gọi điện đến số hotline 0466 708 708. Xin cảm ơn các bạn.